Hello, chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm video chia sẻ cho anh em về cái tổng quan và cái công cụ bóc phôn. Thì ở trên thị trường hiện tại thì chắc nhiều anh em cũng xem qua và tìm hiểu qua cái công cụ bóc phôn rồi. Thì đây trên màn hình của mình thì hiện tại là đây là một cái bộ máy bóc phôn hiện tại mình đang lắp cho khách này. Đó. Thì đây là một cái công cụ bóc phôn thì sẽ bao gồm một cái bộ bóc bên ngoài gồm 20 cái điện thoại là mọi người hay đang mua, nhưng có thể là mọi người có thể lắp nhiều hơn, đó là 20 cái, 40 cái hay 80 cái hay 100 cái chẳng hạn, cái điện thoại chẳng hạn, thì mình sẽ có nhiều cái bóc này hơn. Đó, thứ hai là mình cần một bộ PC. Thì ở trên cái bài này thì mình cũng đã liệt kê ra các công cụ, thứ hai là các thành phần mà anh em mình cần. Thứ nhất là cái bao gồm các điện thoại này. Thì điện thoại thì ở đây thì mình sẽ cho anh em xem cái video. Xem cái hình ảnh về một cái bộ bóc phôn 20 máy. Đây là một cái bộ bóc phôn gồm 20 máy này, anh em có thể thấy này. Nó sẽ bao gồm một bộ bóc sắt ở bên ngoài. Thì có trên thị trường nó sẽ có cả bóc sắt hoặc là bóc mica. Bóc mica thì nó rẻ rẻ hơn, nhưng và cái cấu trúc và độ ngon của nó sẽ không ngon được bằng cái bộ bóc bằng bóc sắt này. Thì bóc sắt này thì nó sẽ bền và nhìn trông nó sẽ đẹp hơn rất nhiều cái bóc mica. Đó. Thì ở trong một bóc này sẽ gồm 20 cái máy điện thoại anh em có thể thấy này. Cộng với ở đây nó sẽ có hết tất cả các đầu USB để kết nối với cái đầu bóc này. Thì khi anh em có mua của bên mình hay là mua các bên thì hầu như các bên nó cũng sẽ làm lắp ráp sẵn cho anh em rồi. Và đằng sau của các máy con điện thoại này thì mình bên bóc sắt bên mình thì đã có bao gồm nó là ba cái quạt. Thì nó là những cái quạt mà mát cũng như là cái quạt mà nguồn ở trong cây PC ấy. Đó, đấy là về 20 cái máy điện thoại anh em nhé. Cái thứ hai đó là tool. Thì hiện tại trên thị trường thì có rất nhiều bên là chỉ bán máy và tool, nhưng mà mọi người chủ yếu là mọi người chỉ cung cấp cho các bạn cái bản tool cũ của bóc phôn thôi. Thì hiện tại bên mình sẽ, nếu mà để tool thì sẽ bao gồm có hai cái nhé. Một là cái tool Macke này. Tool Macke này là cái nền tảng tool giả lập trước đây của bên Minsoftware. Đó, ở bên Minsoftware thì cái tool này thì nó chạy trên nền tảng giả lập và nó có tính năng, thì tất cả các tính năng ở đây anh em có thể thấy nha, mình mở lên này, tất cả tính năng này của nó thì đều có tính năng như Facebook mình của bên Macphone bình thường, nhưng điểm khác biệt của nó ở đây nó sẽ là chạy trên nền tảng giả lập anh em ạ, có nghĩa là nó sẽ tạo rất nhiều các tab Google ở đây. Thì ở cái phần cấu hình chung ở ở cái bên Macke này thì anh em sẽ thấy là cái số luồng này, cái luồng này, nếu mà máy anh em khỏe anh em thể chạy rất nhiều luồng của cái nền tảng Macke này. Thì trong cái tool Macphone này bên mình cũng có thể là hỗ trợ luôn cho anh em cái đó. Và cái tool Macke này anh em mình chủ yếu là dùng để cái chức năng nhiều nhất, đó là cái chức năng để giải cái tình trạng checkpoint này, các tài khoản bị khóa ra, anh em sẽ chủ yếu nó sẽ về tình trạng 282 và tình trạng 956. Thì những tình trạng giải này thì mình sẽ làm các video về sau để anh em có xem qua thì anh em sẽ biết cách để xử lý anh em nhé. Đó, đấy là về cái chức năng chủ yếu của bên Macke để bên mình dùng. Thứ hai là về tool Macphone, thì hiện tại tool Macphone ở đây thì anh em có thể thấy đấy, tool Macphone sẽ bao gồm thứ nhất đó là nó để làm gì. Đầu tiên tool Macphone nó là cái nền tool chính của anh em mình để khi đi chạy Facebook và đi làm việc. Thì tool Macphone nó sẽ kết nối ở đây, anh em có thể lên này, nó sẽ quản lý được rất nhiều, nó sẽ quản lý rất nhiều các điện thoại. Ví dụ ở đây mình có 19 con điện thoại chẳng hạn, thì nó sẽ hiển thị ở đây 19 con điện điện thoại anh em nhé. Đó, thì để nó kết nối với các con điện thoại. Còn cái chủ yếu ở đây đó là về cái chức năng. Thì chức năng ở đây thì hầu như tất cả chức năng của Facebook thì bên Macphone cũng có và bên Macke cũng có. Nhưng tại sao anh em mình phải chạy cái nền Macphone? Tại vì Macphone nó sẽ chạy trên nền, khi mà anh em tạo những cái hành động và những cái kịch bản ở bên Macphone này thì Macphone nó sẽ có chức năng đó là nó điều khiển qua các con điện thoại để giúp anh em, nó là chạy trên nền tảng các con phone, mà các con phone này để nó đăng như một người thật và như anh em mình đang cầm một con điện thoại để anh em đi đăng bài vào các hội nhóm hay là like share chia sẻ hay là comment các kiểu ấy. Thì anh em sẽ dùng cái nền tảng bóc tool chính là tool Macphone này. Thì tool này thì đa phần anh em nên sử dụng những cái bản mới mới nhất thì sẽ sử dụng nó sẽ ok hơn anh em nhé. Đó. Thì đấy là cái tổng quan về cái tool Macphone và Macke. Ngoài ra thì mình sẽ dùng thêm một cái tool đó là gọi là tool Evernote. Thì ở Evernote là cái tool mà nền tảng đây.
Đây là cái tool Evernote mà hiện tại này. Tool Evernote này là cái nền tảng tool đời thời đầu của các loại tool. Thì tool Evernote này đa phần là mình sẽ dùng để quét các hội nhóm. Mình tìm các UID và tìm các hội nhóm anh em nhé. Thì tool này sẽ để anh em quét đồng loạt. Thì cái tool này đa phần là anh em sẽ có thể tự mua được và tự đăng ký hàng tháng, tại vì cái tool này thì đơn giản. Đó, thì cái tool Evernote này nó cũng khá quan trọng, giúp anh em mình có thể là để quét rất nhiều các hội nhóm nó nhanh, hay là quét từ khóa, hay là quét các page mà thấy người ta like, người ta share, mình có thể quét những cái người đó để anh em mình đi spam, đi comment. Còn một cái bộ PC như này thì chia sẻ luôn với anh em ấy, thì tool thì chạy thì đa phần anh em mình sẽ chạy trên nền tảng PC, tại vì trên nền tảng mà laptop ấy thì nó sẽ cực kỳ yếu, nên anh em có thể chạy trên nền tảng PC. Thì với một con máy 20 à một con bộ box 20 máy như này thì mình cũng có liệt kê ra giúp anh em nhé. Thứ nhất là cái dòng Core i thì anh em nên sử dụng những cái dòng Core i5, từ Core i5 trở lên, và đời là cái đời 10.000, có nghĩa là đây mình sẽ Core i5, anh em chỉ cần gõ Core i5 ra, i5 đời 10. Đây, đây là những cái con mà gọi là Core i5 thông số đời 10 này, anh em có thể đây này. Nó sẽ là Core i5 đời 14F các thứ này. Đấy. Hay là 12F này, nó sẽ từ đó trở lên. Hay là Core i5 1050 này, đó. Thì đây là những cái con Core i5 gọi là thế hệ 10 anh em nhé. Hai là anh em có thể dùng, nếu mà anh em có tiền và đang sử dụng dòng mà thiên vào cái dòng Xeon ấy, thì anh em có thể là sử dụng cái dòng Xeon. Xeon thì nó sẽ thiên về cái vấn đề đó là đa luồng và dùng cày, khi để dù sử dụng trên các nền tảng, ví dụ là cày tool, nó sẽ cực kỳ trâu và nó sẽ cực kỳ ngon. Nếu anh em nào dùng cái dòng mà Xeon thì sẽ cực kỳ ngon, và anh em sẽ sử dụng cái đời mà E5 và cái thông số như này nha anh em nhé. Và bộ PC thì nó sẽ không yêu cầu về đồ họa, nhưng nó sẽ yêu cầu về RAM. Thì anh em sẽ, nếu mà anh em sẽ nâng cấp cái RAM giúp mình lên tầm 32 GB thì chạy cực kỳ ngon anh em nhé. Đấy, thì ngoài về cái cấu trúc của một cái bộ máy PC, rồi gồm bao gồm một bộ PC như này này, box này, tool này, thì anh em sẽ phải thêm các yếu tố khác, ví dụ như nào ở đây nhé, mình có liệt kê này đó: máy ngon, máy tính ngon, PC ngon, tool và phone ngon. Nhưng cái điều quan trọng chủ yếu nhất ở đây là gì? Đó là mạng của chúng ta cũng phải khá ngon. Đó. Thế anh em có thể, đầu tiên anh em có thể test giúp mình nhé. Anh em chỉ cần vào speed test này, test giúp mình cái tốc độ mạng nhà mình. Đó, đấy, anh em sẽ tốc test cái tốc độ mạng của nhà mình nhé. Nếu mà cái tốc độ mạng của nhà mình tầm hơn 200 MB thì là hoàn toàn ok anh em nhé. Thứ hai là ngoài tốc độ mạng ngon ra thì anh em cần một cái nữa, đó là một cái củ router. Cái router này là sao? Ví dụ như các router bình thường ở của Viettel ấy. Cái router của Viettel hiện tại ở nhà anh em mà bình thường lắp, nó hay được kiểu dạng nó chỉ có hai râu như này này. Nó là cái loại mà kiểu dạng như là Viettel nó tặng miễn phí ấy. Đó. Thì cái củ router này ấy, thì mặc định của nó nhé, nó chỉ chứa được tầm 10 đến 15 thiết bị là căng thôi. Có thể là nó sẽ không cả chứa được 10 thiết bị, nó tùy vào cái loại router mà cái gói cước mà mình đang được tặng ấy. Thì cái router này thì nó kiểu dạng như anh em sẽ hình dung giúp mình ấy, nó kiểu dạng như một cái phòng ấy. Thì cái phòng này ta chỉ cho 10 thằng có mạng cùng một lúc thôi. Thì bây giờ anh em đang chạy cái nền tảng box phone của mình là gì? Mình chạy cái nền tảng box phone này nó có tận 20 máy cơ. Thì 20 máy nó chạy một lúc thì nó sẽ chỉ cho là 10 máy có mạng, và 10 máy kia nó sẽ bị đá ra và không có mạng. Còn tất nhiên là bình thường anh em mà có dùng ở nhà thì anh em vẫn đang dùng bình thường, nhưng anh em đang dùng ít ít điện thoại mà nó kiểu dạng như là người này dùng và người kia không dùng thì nó sẽ rất nhìn rất bình thường, nhưng khi đi chạy tool thì nó sẽ không như thế. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái router mà hiện tại mình đang dùng và mình đang chia sẻ với mọi người ấy. Thì đây mình sẽ dùng một con router là Rui 1200. Thì con này thì chi phí bình thường mua trên thị trường nó rơi khoảng tầm, chênh lệch nó sẽ rơi khoảng từ 800 đến 1 triệu, thì tùy nơi bán và tùy uy tín và chất lượng. Thì hiện tại mình cũng đang bán và hỗ trợ khách. Thì đây,
thì nó sẽ có bao gồm cái 6 cái râu như này. Thì con này nó có thể chứa tầm 30 đến 40 thiết bị, thì anh em có thể mua con này về thì tất cả các con điện thoại ví dụ như khi anh em chạy thì nó sẽ cực kỳ ngon, thì anh em có thể sắm thêm một con đấy. Thì con đấy thì giá trị nó sẽ rẻ hơn, còn anh em mà muốn mua ngon hơn thì có thể có những con router nó như mà các anh em khác chia sẻ nó sẽ rơi khoảng tầm hơn 2 triệu ấy, thì con đấy lại sẽ nó lại cực kỳ chạy, nó sẽ ngon đó. Bên cạnh đó là ngoài những cái yếu tố đó thì anh em biết rồi đấy, thì tune đi thì lúc nào cũng phải chạy đi với tài khoản, tại vì tune nó chỉ có chức năng, nó có các chức năng thôi, có nghĩa là các chức năng này thôi, nhưng mà cái người đi hoạt động nó là gì, nó là những con tài khoản. Và những con tài khoản ở đây là gì, là những con tài khoản anh em phải mua những con VIA, nó như là tài khoản chính và tài khoản thật của anh em mình ấy, thì khi đi đăng ấy thì nó mới ngon được. Còn nếu những anh em mà sử dụng những con tài khoản mà những cái con tài khoản canon, tài khoản Facebook ấy mà canon mà mới lập ra ấy, mà ví dụ như là 1 năm hoặc là dưới 1 năm các kiểu ấy, thì hoàn toàn là không nên anh em nhé. Tại vì khi anh em hiểu là khi mà mình đăng nhập trên một thiết bị khác và mở cái tài khoản mới ấy, thì nó sẽ xảy ra tình trạng nó sẽ bị checkboy, và checkboy đây nó sẽ xảy ra về tình trạng nó là checkboy 282. Và checkboy 282 là gì thì anh em có thể xem video sau của mình. Thì checkboy 282 hình dung đơn giản đó là cái tình trạng checkboy bị về cái tình trạng đó là xác minh danh tính, và thứ hai nó là xác minh hình ảnh tài khoản đó. Thì nên anh em nên mua những con VIA cổ anh em nhé. Thì anh có thể mua VIA cổ Việt hoặc VIA cổ ngoại, thì mình thấy là VIA cổ Việt thì sẽ cao hơn VIA cổ ngoại rất nhiều. Anh em có thể mua VIA cổ ngoại về để anh em thay đổi thông tin thì hoàn toàn ok anh em nhé. Đấy, về tổng quan sơ thì nó một bộ box phone nó sẽ bao gồm những cái yếu tố đó. Còn về chia sẻ về box phone về sau thì anh em có thể xem các video sau của mình, thì mình sẽ hướng dẫn chia sẻ các em về cách thức hoạt động cũng như là cách làm việc. Thì có vấn đề gì anh em có thể comment dưới video của mình, hoặc là có thể inbox trực tiếp với số Zalo của mình nhé, thì mình sẽ hỗ trợ anh em.